Em xin chào các bác nhá. Hôm nay em test con máy ép nước trái cây và ép tinh dầu 40 tấn để giao cho bác khách ở bên Hưng Yên. Đấy, combo trọn bộ như thế này nhá. Bên em đang làm với giá là 35 triệu nhá. Bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ bên em theo số điện thoại 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Con này là loạt khung của nó là được 550 các bác nhá, hành trình 600, lực ép 40 tấn. Con này là em làm sẵn mặt bích nhá. Cái mặt bàn này là để ép, để các bác cho vào một cái lồng cho trái cây vào một cái lồng, và cái mặt bàn này là sẽ ép xuống. Combo như đầy đủ như này về chi việc đấu điện vào sử dụng nhá. Bên em đang làm với giá là 35 triệu. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ bên em theo số điện thoại 0985 324 456 hoặc là số 0355 557 558. Các bác xem được video này thì nhớ cho em xin một like và đăng ký kênh ủng hộ bên em nhá. Các bác có nhu cầu về các loại chạm nguồn thủy lực, xi lanh, PVN thủy lực và chế tạo các loại máy ép thủy lực thì cứ liên hệ với bên em. Đấy. Chạy rất êm mượt mà các bác nhá. Chạm nguồn bơm bê tông của hãng Daikin 2,2 kW, bơm V15, lưu lượng là 22 lít trên phút, áp 200. Thôi em xin kết thúc video ở đây nhá. Các bác có nhu cầu thì cứ liên hệ với bên em. Đấy, này là ép trái cây, ép tinh dầu các loại. Này lực là 40 tấn. Đấy, các bác có nhu cầu về các loại chạm nguồn thủy lực nhá. Có nhu cầu về các loại chạm nguồn thủy lực và xi lanh thủy lực và chế tạo các loại máy ép thủy lực thì liên hệ với bên em. Cảm ơn các bác đã theo dõi video của em.